Bạn này là cái bạn mà vừa bước vào rất tự tin á. Em có yêu cho bé? Rồi chưa. Thật là tuyệt vời. Cố lại nào. Ngày cố sâu hơn đi, bạn vẫn kiếm em ạ. Hôn cho cái, hôn cho cái. Ôi, ôi. Hôn cho cái. Ôi, ôi. Ôi, đây thành nói đùa em mà. Mình thì mình không biết thính rồi. Nói thật, nhà mình giàu. Nhà mình giàu, đủ điều kiện đấy. Em đi xe gì? Hí anh em đã quay trở lại cùng với Vi Hoàng Qubit và SB Entertainment. Và hôm nay tôi lại lên phố đi bộ và ghép đôi đấy các ông ạ. Các ông có thể thấy nhá, đằng sau tôi này. À, đây trước mặt tôi này. Đạo, lại bắt đầu tìm công cuộc đi tìm người yêu rồi. Đâu? Mà là đi tìm người yêu nha các bạn. Đó. Đâu? Các bạn này có tham gia không? Có người yêu chưa? Rồi. Thật không? Có 10 anh rồi. Vãi cả đái. Cút con mẹ. Tạm biệt em. Chúng tôi không muốn ghép cho 10 anh. Đây, bạn này là cái bạn mà vừa bước vào rất tự tin á. Em có yêu cho bé? Rồi chưa. Thật là tuyệt vời. Chưa. Ôi, ok, mời em vào đây nha. Ok. Trời ơi, bạn này như bạn hạt tiêu ấy nhở. Bé, xinh xinh, đáng yêu, cute. Rất đáng yêu á. Anh nào độc thân sẵn sàng tự tin bước vào đây nhá. Em tên là gì? Em tên Thanh ạ. Tên là gì? Em tên Thanh ạ. Thanh riêng bao nhiêu? Em sinh năm 2004 ạ. Em sinh năm 2004 ạ. Được của nó đấy. 2004, có người yêu chưa? Dạ chưa. Cô bé 1m52 à? Chỉ cần một mét năm hai, sao đáng yêu gì dạ đừng tham dự. Em không biết 47 thôi ạ. Em không biết 47 thôi ạ. Một mét 47, không sao, anh thấy bé đáng yêu mà. Đôi khi nó lại rất là phủ lý đấy. Em thích một người như thế nào? Biết quan tâm và cao lên một tí ạ. Cao hơn em một tí? Không muốn cao quá, cao tầm 1m58, à 85 được không em? Thế cao quá đúng không? Ok, rồi, chờ anh một chút nhá. Bây giờ mình đi bắt nào, bé, let's go. Đây, đi bắt nào, bắt đầu từ đây nào. Đây, bắt đầu đi bắt nào. Rồi, em nhìn đi, em thích anh nào thích em thì cứ bước vào luôn nhá. Em tiên đi. Đâu, thích ai? Em thích anh này không? Anh này độc thân này em ạ. Đấy. Đấy. Bắt đầu quên mất, anh phải tập trung ạ. Em ơi, đi đây em ạ. Ừ. Bắt đầu từ đây em ạ. Bắt đầu, ai? Giơ tay đi em. Giơ tay là tham gia hay sao? Chơi lét. Có chơi lét đâu? Dạ không. Không chơi lét, thôi đau lòng quá. Bắt đầu đi tìm nào. Sao, có ai không? Em cứ nhìn nhá, hay là... Ok, em nhìn đi. Đâu? Đây hả? Bạn này hả? Đâu, tiếp nào, tìm tiếp thôi. Công là làm ơn đừng có đùn đẩy nhau vào. Ai bước vào thì tự nguyện bước vào đây thôi. Nào, bạn này ok không? Sao? Em là sao? Ý em là sao? Lạy Chúa con theo Phật. Vãi cả đái cho tao lạy mày. Ok, tiếp nào. Cô ấy rất đáng yêu nhá. Tiếp nào. Đâu, em thích ai nào? Tại vì thật ra là các bạn thì cao quá, các bạn đừng che tầm nhìn. Đúng không? Nên em chỉ nhìn thấy hàng trên này thôi đúng không? Đâu? Đây hả? Đây hả? Em có người yêu chưa? Em chưa. Bà tóc vàng, bà tóc vàng, bà này tóc cũng vàng này, bà này tóc cũng vàng này, vào ghép đi em, vui thôi. Đéo, đéo. Tiếp nào. Để anh nhìn hộ em nhé, tại vì anh nghĩ là chắc là anh sẽ phải kiễng lên để em nhìn. Không
ai leo lên mà nhìn nó dễ. Có leo lên không? À bạn này ghép luôn đi, cũng tóc vàng này. Nào tiếp nào. Đây mời bạn, ok vào nào. Ok mời bạn, ok bước vào. Rồi mời bạn ạ. Trời ơi, cách nhau một cái đầu như này nó có phủ lý vết ta. Rồi ok em ơi đứng ở đây nào. Ok, mời em mở khẩu trang ra nhá, để cho bạn nữ nhìn mặt nào. Lý do tại sao lại bước vào đây em? Em nhìn bạn xinh. Em nhìn bạn xinh, em đã dung xinh chưa? Em dung rồi. Sao mày khá? Dung rồi đúng không? Rồi bây giờ hai bạn lần đầu tiên gặp nhau, mình giới thiệu đôi chút về bản thân nhá. Mời bạn nữ trước nào. Thanh ạ, em 24. Nhìn đây nói chuyện giới thiệu. Em 24, em ở Hải Phòng ạ. Ok, người Hải Phòng và đang ở Hà Nội đúng không? 24 đang học trường nào? Em thì ra đây chơi thôi ạ. Còn hiện tại trường em đang học on ấy. Nên là em ra chơi vâng. Ok, còn em sao? Em 203, em đến từ Yên Bái ạ. Hiện tại thì em đang ở dưới này chứ? Vâng, em ở dưới này ạ. Công việc của em đang là gì? Em đang là sinh viên năm nhất ạ. Của trường? Đại học kinh doanh và công nghệ ạ. Đại học kinh doanh công nghệ kinh công à? Là gì đấy? Anh chơi thân với kinh công á. 203, đây là 204. Ok, bạn này 203, bạn này 204, rất phù hợp quá. Nào bây giờ em thử đứng vào đây, anh đo thử chiều cao nào. Rồi, đứng thẳng vào nữa. Thẳng vào nữa đi em. Thẳng vào chứ ai mà úp đầu vào con thì người ta. Sợ quá, sợ quá. Thẳng thôi, kiêng lên, kiêng lên, kiêng lên xem cao ở đâu. Em kiêng lên đi, kiêng chân lên bé. Bạn đang cúi mắt rồi ra nào. Rồi em kiêng lên, xem chạm được mũi không? Chạm được mũi không? Em cúi xuống đi cho bạn xem có chạm được vào mũi không? Em ơi khổ con nhà người ta quá. Khổ quá em ạ. Bạn ấy kiêng mãi mới được đấy. Em cao 1m bao nhiêu vậy? Em không biết, chắc trên 1m7 ạ. Trên 1m7, bạn nữ thì là cao 1m47. Bạn này là 1m7. Thế là suy ra là từ công trừ hộ tôi cái 1m7 trừ 47 là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Bao nhiêu ba? 40 phân hả? 43 phân đúng không? 43 phân hay là 37 phân nhở? Kiểu gì? Mình đoạn này tôi tính toán ngu quá không ạ? Xin lỗi, đoạn này tôi bỏ qua nhá. Quên. Anh đừng edit đoạn này nhá. Ok. Rồi mình tiếp tục nào. Nhưng mà cách nhau như này là cách nhau một cái đầu này là cũng hợp lý rồi. Thôi, một cái đầu rưỡi đấy chứ. Em cúi xuống được mà. Em cúi xuống đi anh xem nào. Cúi lại nào. Ngày cúi sâu hơn đi, bạn vẫn kiếm em ạ. Hôn cho gái, hôn cho gái. Ôi, ôi. Hôn cho gái. Ôi, ôi. Ôi, đây anh. Mày đùa được mày em ơi. Người đùa ấy mà. Em thấy tất cả mọi người ở đây ai cũng ủng hộ em có tố chất, rất có tố chất. Nó ở cái tập. Chưa quay được, hôn lại cũng được. Thôi các bạn ơi, các bạn cho một tràng vỗ tay cổ vũ được không ạ? Ôi, tôi phải nói là đây là cái cặp đôi mà ưng nhất đêm này đấy. Ưng thật sự luôn đấy. Bạo quá. Em giới trẻ ra bạo thế à? Mẹ bạo thật sự luôn đấy. Ok, bây giờ mình giới thiệu rồi đúng không nhờ? Bạn nam giới thiệu rồi, bạn nữ giới thiệu rồi. Lần đầu tiên gặp nhau, thính nhau cái. Mình thì mình không biết thính thôi. Nói thật, nhà mình giàu. Nhà mình giàu, đủ điều kiện đấy. Em đi xe gì? Em đi bộ. Em đi bộ. Có tài xế riêng? Không, em đi bộ thôi. Không. Đi bộ, di chuyển đến trường bằng gì? Em đi bộ thôi. Mày lên đây bằng gì? Em đi xe. Xe gì? Xe buýt ạ. Xe buýt. Rồi, thì con em sao? Nhà anh nghèo nhưng mà nghèo nhất trong nhà đâu. Thật chưa? Chật chưa? Em đi xe gì bé? Em đi xe về em đi xe gì bé? Em đi xe máy ạ. Em đi xe máy. Xe gì? Xe quay. Đi xe quay. Bé như này có đá được số không? Có chống được chân không đấy? Bạn em chở cho em không đi ạ. Bạn em chở cho em không đi. Đây, anh lại tưởng em đi quay thì tí hai bạn đều nhau về. Đúng. Bây giờ thôi mình không nói nhiều nữa. Mình hãy test thể lực luôn đi. Bây giờ tôi thích cái đôi này phải thể lực từ đầu đến cuối. Bạn này rất là nhỏ. Hợp lý không nhở? Quá chuẩn luôn. Bây giờ một tay em có thể nhấc bạn ý được không?
Một tay em có thể nhấc bổng bạn ấy không? Em không chắc ạ, bởi vì em cũng yếu. Thử làm đi. Anh nghĩ là bạn ấy 30 mấy cân thôi chứ nhỏ bé. Vâng, em 39 cân ạ. Ồ, anh nghĩ là bé này 39 cân thôi à? Không, đầu tiên anh nghĩ em 35 ạ. Thử nào, thử nhấc bổng bằng một tay xem nào. Bắt đầu. 1, 2, 3, lên. Ôi, nhẹ. Rồi, nhìn vào cam đi, nhìn vào cam đi. Giỏi quá, quá là khỏe luôn. Thôi về lại vị trí ban đầu nào. Thế này mà bảo yếu, nhẹ không? Nhẹ nặng? Bình thường ạ. Bình thường đúng không? Bình thường thì anh có tập thể dục không? Em không ạ. Có tập gym không? Em không ạ. Không đúng không? Nhưng mà bê phát anh thấy bứt phát ở lên luôn. Bứt phát ở lên. Thấy mệt không ạ? Bạn ấy rất chủ động nha. Không bê bạn mình không mệt. Vâng, em sợ anh mệt. Bê bạn mình không mệt nhưng mà mê mình bạn có mệt không? Kẹt đấy. Vào vấn đề chưa? Vào vấn đề chưa? Dạ không ạ. Dạ không mệt đấy hả? Đi thẳng luôn vào team, khỏi ghép nữa. Hai bạn này dắt tay nhau đi về. Hợp lý không? Mệt quá, đôi này ơi, đáng yêu thật. Rồi, nào bây giờ mình tiếp tục nhá. Vừa lúc nãy là mình bê thử rồi đúng không? Bây giờ mình đặt thêm câu hỏi cho đối phương để tìm hiểu cho sâu hơn. Sau đó mình sẽ lại có thêm những cái test va chạm vật lý tiếp. Em đặt câu hỏi cho bạn ý, tìm hiểu bạn ý. Hiện tại cho bạn cách đây sao ạ? Cho em ở Bạch Bắc Từ Liêm cơ. Bắc Từ Liêm ạ? Cho anh hiện tại anh ở nhà hay là sao ạ? Hay anh chỗ ạ? Mình hiện tại đang ở 548 Nguyễn Khoái. Nó chưa gì ạ, đọc địa chỉ nhà người ta đến rồi đấy. Tối nay em định đưa bạn ý về nhà luôn không? Không làm vòng, anh trai Hải Phòng, em gái Hải Phòng nữa. Ok. Anh có bao nhiêu mối tình rồi ạ? Cũng không đếm được ạ. Trời ơi, chưa? Không đếm được. Không đếm được thật hả? Mình yêu từ mầm non. Yêu từ mầm non, em yêu từ lớp mầm hay lớp lá? Lớp mầm luôn ạ. Lớp mầm luôn, úi ôi, chết thật. Em thì sao? Em thì có 2 mối tình ạ. Lâu không, sâu đậm không? Mối tình lâu nhất của em là hơn 1 năm rưỡi, cũng là mối tình đầu ạ. Và mối tình thứ hai là kéo dài 6 tháng ạ. Và bây giờ em đã quên được cả hai người đó chưa? Dạ rồi ạ, quên lâu rồi ạ. Chắc chắn chứ? Chắc ạ. Ok, thế con bạn nam này thì bao lâu độc thân rồi? Được 1 năm độc thân rồi ạ. Em thì sao? Em 6 tháng ạ. Có tin được không? Có tin được bạn này 1 năm độc thân mà không có ai không? Tin. Em tin em, anh biết rồi. Bạn này có tin em không? Em có chút tin thôi, không tin lắm. Tin tất nếu là được. Chưa tin lắm đúng không? Chưa tin lắm. Quay ra quay mông ra phạt vì đội là người ta không tin. Quay mông ra phạt cái nào. Quay mông ra thật. Phạt anh đi, nói thế. Nói phạt anh đi. Chấp nhận chịu phạt. Chấp nhận chịu phạt luôn. Vỗ phát ạ. Phạt bởi vì bạn này nói không tin. Không, mạnh, nhẹ quá em mà mạnh hơn đi. 2, 3. Ui. Trời ơi. Hay bạn thì không có lực cái mạng không sao. Nhưng mà có thích không? Thích ạ. Em có hay được vỗ mông không? Em không ạ, toàn em vỗ ạ. Em không phải toàn vỗ ạ. Thật đấy. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một thử thách nữa cũng lại liên quan đến thể lực nhá. Bạn này có bao giờ chống đẩy không? Em có ạ. Thế bây giờ mà lâu lắm rồi không chống. Thế bây giờ chống thử cho anh 3 cái mà cho bạn ngồi lên người được không? 3 cái thôi. Dạ được ạ. Ok, thử nhá. Ok, anh tin em. Nào. Ok nhá. Cầm hộ, cầm hộ. Xuống nào. 1 2 3. Nhưng mà cái chân này, chân này là chân em chạm đất rồi. Em cho lên. Rồi. 1. Chân em chạm đất rồi, cho lên. 1. Thôi đây, ừ, anh nào. Tôi em ngồi dậy đi. Tôi em ngồi em ngồi dậy đi. Cố lên. Mệt quá. Mệt ạ. Mệt. Em thì nháy được 6 cái rồi mà các anh cứ bắt được em đứng lên thôi. Nào, thôi không sao. Thôi anh tin em rồi. Anh tin em rồi, mặt bạn này hơi đỏ rồi đấy, hơi bị mệt rồi đấy. Bây giờ có tin sức khỏe bạn nam chưa? Dạ rồi. Có muốn được làm gì nữa không? Dạ không. Muốn được vụt bạn ấy, à nhầm, được phạt bạn ấy nữa không? Dạ không ạ.
Ok. Em thấy bạn ấy mệt nên theo thôi ạ. Mệt thì bây giờ hôn người ta cái, người ta còn năng lượng đấy. Tiếp xúc như thế nào? Bạn nam muốn chủ động thì em đáp trả lại tình cảm bạn nam đi. Kiếng lên xem nào. Thật ra đây một tràng vỗ tay cho bạn ý thơ bạn nam cái. Ôi, các bạn trẻ bây giờ bạo á. Tôi thì bất ngờ về cái sức mạnh này. Thôi, không nói nhiều nữa. Trước khi đưa đến vòng quyết định, ngay bây giờ, hai bạn có muốn đặt thêm câu hỏi cho đối phương không? Không thì chúng ta không đồng vòng, mình quyết định luôn. Em quyết định luôn. Được. Hảo án. Hảo án. Ok, không lòng vòng, em người Hải Phòng. Đằng sau quay, sau 10 giây tiếng đếm của Vy Hoàng, nếu đồng ý cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn thì hãy quay mặt lại, không đồng ý thì có thể quay lưng và đi thẳng. Các bạn sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. 10 giây để suy nghĩ. Các bạn đang xem kết quả sổ số miền Bắc được chúng tôi cập nhật chiều ngày hôm nay. Chúc bạn đang xem sổ số miền Bắc của mình tại Hải Phòng ngày hôm nay may mắn. Mà ghép đôi thành công các bạn ạ, thật sự luôn đấy. Ôi may quá, ghép thành công rồi, hôm nay tôi làm Cupid thành công rồi. Và các bạn ơi, các bạn có muốn chính các bạn là nhân vật trải nghiệm không? Đừng quên join vào group ghép đôi đường phố, phố đi bộ Hà Nội nhá. Và đừng quên like, share and subscribe cho Vy Hoàng Cupid cùng với các SBX Entertainment. Còn bây giờ thì xin chào và đi tìm đôi tiếp thôi.